Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đang xét xử đại án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Tại phần thẩm vấn, câu chuyện hậu trường của việc tổ chức những chuyến bay giải cứu của các bị cáo trong nhóm đưa hối lộ, môi giới hối lộ đang dần được hé lộ. Chiều ngày 14 tháng 7, phiên tòa xét xử bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 53 đồng phạm liên quan tới vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc phần xét hỏi. Theo đó, phiên tòa sẽ nghỉ 2 ngày cuối tuần, vào ngày 17 tháng 7 sẽ tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án từ Viện Kiểm soát Nhân dân. Trong vụ án này, bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia cùng hai cán bộ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận bồi trơn theo kiểu đếm đầu người, thậm chí thu tiền thừa của các công dân mãn hạn tù về nước rồi ăn chia. Tổng số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính lên tới 10,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa diễn ra trước đó, bị cáo Trần Việt Thái thừa nhận không có quy định cụ thể nào về việc thu tiền của chủ tàu, chủ lao động, người mãn hạn tù trong trại trở về nước. Cùng với đó, bị cáo Thái khai, trước khi có chủ trương giải cứu công dân về nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng chưa từng tổ chức công việc này, nói là vượt quy định cũng rất là khó. Kể về bối cảnh khi bắt đầu có chủ trương chuyến bay giải cứu, bị cáo Trần Việt Thái cho biết, từ ngày 11 tháng 1 2021, Malaysia ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia, yêu cầu 6 đại sứ quán vào trại, chờ để giải tỏa người mãn hạn tù vào Việt Nam có gần 2.000 người. Ông Thái sau đó đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Linh và Lê Ngọc Anh, cán bộ đại sứ quán, đi khảo sát thực tế để lập kế hoạch dự trù kinh phí đưa những người Việt Nam mãn hạn tù về nước. Các khoản khảo sát có tiền vé máy bay, tiền hộ chiếu, thủ tục về nước, xét nghiệm COVID-19. Bị cáo Thái khai, ở chuyến bay đầu tiên, đại sứ phải đấu tranh với chủ tàu, chủ ghe, người sử dụng lao động sẽ chi trả tiền cách ly. Sau đó, vì phát sinh thêm nhiều vấn đề, đại sứ quán phát trực tiếp tiền tại sân bay. Đáng chú ý, theo lời khai của cựu đại sứ, sau khi khảo sát, đại sứ quán thống nhất 3 mức thu, 20,3 triệu đồng trên một người có hộ chiếu, 24,9 triệu đồng trên một người chưa có hộ chiếu, 30-34 triệu đồng trên một người ở đảo xa phải bay thêm chuyến nội địa. Riêng chi phí cấp hộ chiếu, đại sứ quán thu hơn 4,6 triệu đồng trên một cuốn, nhưng thực tế chỉ cần 1,6 triệu đồng cho một cuốn. Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù, ông Thái khai mình và cấp dưới thu 44,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí để tổ chức cho người mãn hạn tù về nước chỉ mất 33 tỷ. Số tiền chênh lệch hơn 11 tỷ ngoài từ nguồn hộ chiếu. Đại sứ quán còn thu thêm một khoản dự phòng khi có tình huống khẩn cấp, nhưng sau không dùng đến. Số tiền dư còn lại, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia cho biết, trích một phần để dùng bồi dưỡng cho cán bộ tại đại sứ quán theo tỷ lệ. Đại sứ hệ số 1,5, hai cán bộ trực tiếp hệ số 1,2, còn lại hệ số bột căn cứ vào mức phụ cấp của nhà nước. Sau khi cân đối, ông Thái nhận 580 triệu đồng tiền bồi dưỡng, cấp dưới hưởng 220 cho đến 480 triệu đồng. Cựu đại sứ Trần Việt Thái khai. Bị cáo thừa nhận sai phạm, nhưng ở Malaysia, việc chi bồi dưỡng là rất phổ biến. Bị cáo nhận thức thời điểm đó dịch bệnh căng thẳng, nếu không có tiền bồi dưỡng thì không thể huy động được anh chị em làm việc. Sau đó, bị cáo đã nhận thức được, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, mong muốn được xem xét về mức độ phạm tội. Ông Thái cho biết, ngoài 4 bị cáo đã nộp lại tiền hưởng lợi, những nhân viên còn lại tại đại sứ quán không nộp vì cho rằng không vi phạm. Tại tòa, 3 bị cáo từng là cấp dưới của ông Thái tại đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, đồng ý với những lời khai trên của cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ông Trần Việt Thái khai được bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Malaysia từ tháng 5 2020. Ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam ở Malaysia về nước khi dịch COVID-19. Từ lời khai của các bị cáo, việc doanh nghiệp muốn thực hiện những chuyến bay giải cứu thì qua cấp nào phê duyệt cũng phải trung chi. Để có được sự cấp phép của bất kỳ bộ ngành nào, từ phê duyệt, bổ chức đến tiếp nhận công dân đều được ngã giá. Người ta ra giá theo từng chuyến bay, từng khâu, từng bước, thậm chí ngã giá tính trên số lượng đầu người. Để có được một suất vé giải cứu, mỗi công dân phải gánh trên vai mọi chi phí, trong đó có cả chi phí hối lộ bôi trơn. Bị cáo Đào Minh Dương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty VisaSun nhiều lần khẳng định nếu không đưa tiền bồi trơn thì sẽ bị gây khó khăn trong việc xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Ông Dương cho biết xin cấp phép được 17 chuyến bay và đã tổ chức được 22 chuyến bay giải cứu, trong đó chuyến bay nhỏ phải tách làm 2 chuyến. Thời gian đầu nộp hồ sơ cấp phép tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhiều lần cục trưởng là bà Nguyễn Thị Hương Lan yêu cầu phải chi tiền. Do không đưa tiền nên doanh nghiệp của ông Dương thường xuyên bị gây khó khăn bằng cách ngày may bay thì hôm trước mới nhận được thông báo.
Bị cáo Dương khai, bị ép phải đưa tiền bồi thường cho cán bộ thuộc Bộ Y tế và Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an. Bị cáo đến gặp Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế và được yêu cầu muốn tổ chức chuyến bay phải chi 150 triệu đồng trên một chuyến. Theo trình bày của Dương, trước đó anh ta từng xin thực hiện các chuyến bay giải cứu, nhưng do không đưa tiền nên bị làm khó mỗi lần nộp hồ sơ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đều bị gạt đi. Tại phòng họp của Bộ Y tế, bị cáo từng chứng kiến ông Kiên quát một chủ doanh nghiệp yêu cầu phải nộp số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này có thể đưa cho ông Kiên hoặc đưa cho Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trước sức ép của hai cựu cán bộ đại diện cho Bộ Y tế và Bộ Công an, Dương buộc phải đưa cho Kiên 1,1 tỷ đồng, Tuấn 1,6 tỷ đồng. Bị cáo giải thích rằng, khi thực hiện các chuyến bay, phải thế chấp trước 30% tiền thuê tàu bay rồi phải nộp đủ trước khi cấp phép, mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỷ đồng. Trong khi đó, việc không chịu đưa tiền đã khiến Cục lãnh sự gây khó khăn. Còn công dân ở nước ngoài muốn về phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc mà cứ may bay hôm nay mới biết mình được về là hành hạ họ. Cục lãnh sự không bảo hộ công dân đâu mà hành dân, bị cáo Dương bức xúc khi khai tại tòa. Cũng tại phần xét hỏi của mình, Dương cho biết ngoài Kiên và Tuấn, bị cáo còn phải đưa cho Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ tại Angola 864 triệu đồng. Theo Dương, tại Angola không có các hãng hàng không nên muốn được hạ cánh đón người, phải có đại diện ngoại giao cấp bay. Bị cáo Phan Thị Mai, giám đốc công ty Sao Hà Nội, khai toàn bộ hồ sơ cấp phép bay để giải cứu đều nộp tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Tương tự như các bị cáo trả lời trước đó, Mai thừa nhận bản thân đưa tiền hối lộ cho Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngoài Kiên, Mai còn đưa cho Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Văn phòng Chính phủ. Việc đưa tiền này nhằm mục đích dễ dàng thực hiện các chuyến bay. Còn bị cáo Tào Đức Hiệp, cựu giám đốc công ty Công đoàn Đường sắt cho biết, từ tháng 9 2020 đến tháng 11 2021, công ty của bị cáo đã nộp rất nhiều hồ sơ nhưng không được giải quyết. Sau này, thông qua người thân của cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, bị cáo Hiệp đã gặp mặt và đặt trên bàn làm việc của ông Dũng 10.000 USD. Từ lần gặp mặt ông Dũng, công ty của Hiệp bắt đầu được cấp phép các chuyến bay giải cứu. Quá trình thực hiện các chuyến bay, bị cáo Hiệp phải đưa thêm tiền cảm ơn một số bị cáo khác tại Cục lãnh sự. Tại phiên xét xử, nhiều vị quan chức đã rơi nước mắt nói lời xin lỗi vì nhận hối lộ, nhưng sự bao biện của phần đông đều cho rằng nhận thức của mình khi nhận tiền là không sai phạm, mà nhận theo một trình tự, thủ tục công khai, một thói quen nhận quà cảm ơn của các doanh nghiệp trong dịp lễ, Tết, dịp đặc biệt, gặp gỡ. Tuy nhiên, không có vị quan chức nào đưa ra hoài nghi về việc có bất thường hay không khi doanh nghiệp cảm ơn hàng chục, thậm chí nhiều chục tỷ đồng. Những lời khai của các bị cáo trong phiên xét xử khiến nhiều người ngậm ngùi, bức xúc, bởi đằng sau chính sách nhân đạo vì dân của nhà nước lại có một bộ phận những người đương chức trục lợi.